Những lúc bạn muốn bỏ cuộc, hãy luôn nhớ rằng trứng gà đập vỡ từ bên ngoài là thức ăn, đập vỡ từ bên trong là sinh mạng. Đời người cũng thế, đập vỡ từ bên ngoài là áp lực, đập vỡ từ bên trong là trưởng thành. Một người thấy con bướm non đang cố gắng vươn mình ra khỏi chiếc cánh. Vì muốn giúp con bướm kia, người ấy đã tách đôi cái cánh cho nó chui ra. Nhưng ngờ đâu, con bướm không chui ra được và mãi là con sâu. Than đá vốn xấu xí, xù xì và rẻ tiền. Nhưng nếu nó được mài dưới áp lực cực mạnh, nó sẽ biến thành thứ đáng giá và tuyệt đẹp nhất, kim cương. Không có ngọn cây nào vươn cao đến tận thiên đường mà không cắm rễ sâu xuống tận địa ngục. Không có cung tên nào chạm tới hồng tâm mà không bị kéo căng về phía sau.